Để lựa chọn cái vớ y khoa đùi thì chúng ta cần đo như thế nào? Và xin chào bà con ha. Hôm nay mình sẽ nhờ hai bạn kỹ thuật chia sẻ cách lựa chọn và sử dụng cho bà con mình mua tại nhà. Đầu tiên mình sẽ đo trước ha. Thì cái này cách đo sao em ha? Dạ, vớ suy giãn trên mặt đùi mình đo 3 vòng. Vòng thứ nhất là vòng cổ chân. Đo 3 vòng. Vòng thứ hai là vòng bắp thịt dưới gối. Cổ chân. Vòng thứ ba là bắp thịt đùi. Dạ. 3 vòng để mình chọn cái size phù hợp. Ở đây mình có 4 size. Có tất cả 4 size, size S, size M, size L và size XL. Cổ chân. 20. Rồi. Bắp chân dưới gối. 32. 32. Rồi, mình đo ở bắp trên đầu gối. 39. Rồi, mình sẽ trao vào cái bảng ha. Mình trao bảng lựa chọn. Dạ, này là vớ suy giãn trên mặt mình đeo hàng ngày, giờ mình về giặt bằng tay và phơi trong mát. Đeo hàng ngày, giặt bằng tay và phơi trong mát. Tuổi thọ được khoảng bao lâu em? Dạ, cái mẫu vớ là từ mình xài hạt được 1 năm. Được 1 năm hả? 580.000. Một cặp này là 580.000, là 2 chiếc nha. Đầu tiên mình sẽ đeo cái vớ dẫn vào. Rồi, sau đó mình sẽ trồng cái vớ y khoa vào ha. Rồi khi mà mình kéo ra khỏi cổ chân thì mình có thể rút cái vớ dẫn ra. Cái màu vớ thời trang thông thường của mình vậy đó, nên là các bạn trẻ hoặc là nhân viên văn phòng cũng có thể đeo khi mà mình đi làm được ha. Rồi mình sẽ đeo chiếc thứ hai vào. Tiếp tục là đeo vớ dẫn. Suy giãn trên mặt thì mình nên đeo nguyên một ngày. Còn tối đi ngủ mình có cần đeo không em? Dạ, tối đi ngủ mình nên tháo ra cho ngủ thoải mái. Còn nếu mà đau nhất thì mình nên đeo. Nếu mà đau nhất thì mình tiếp tục đeo khi ngủ. Còn thông thường mình có thể tháo ra cho cơ thể thoải mái ha. Vậy là tuổi thọ nó được khoảng 1 năm mình giặt và phơi trong mát cả nhà ha. Chúng ta vừa xem cách lựa chọn vớ y khoa đùi. Quang Sơn cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Nếu có gì thắc mắc thì bà con mình gọi vào số điện thoại bên dưới để Quang Sơn tư vấn kỹ hơn về các loại vớ y khoa khác. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.